Brahmanam, người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Asaya sa divin chanti asmin loke param hi cha nirasa sang visang yuntang tamaham pun mi brahmanam. Asaya sa divin chanti asmin loke param hi cha nirasa sang visang yuntang tamaham pun mi brahmanam. Rỗng không chẳng một hy cầu, đời này đời kế chẳng đâu bận lòng, thảnh thơi siêu thoát trần hồng. Những người như vậy đúng dòng Bà La Môn Hòa Thượng giới đức. Con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Sa thu sa thu lần thầy tì nào. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 410. Cảm ơn xin thầm nhận. Xin lạc đồng ý. Xin cho biết. Dạ sa dạ sa na vi chan ti asmin lo ke param hi cha ni ra sa sang vi sang yut tang tamahang prumi prammanang. Asayasa na vichanti asming loke param hi cha nirasa sang satang yutang tamahang prumi prammanang. Asayasa na vichanti asming loke param hi cha nirasa sang visang yutang tamahang prumi prammanang. Asayasa na vichanti asming loke param hi cha nirasa sang visang yutang tamahang prumi prammanang. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Rỗng không chẳng một hy cầu đời này đời kế chẳng đâu bận lòng, thảnh thơi siêu thoát trần hồng. Những người như vậy đúng dòng Bà La Môn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thà, Dạ Nam Mô Tham Mà, Dạ Nam Mô Sáng Khà, Dạ Kính Bạch Đại Đức Minh Hạnh. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay thượng tọa Tề Quyền sẽ không vào rung rảng được, nên Bát Thân A xin được nhường lại cho Sít MC. Xin mời Sít Trạng Đông bỏ băng nhé. Mời Sít. Tôi mở đi, tôi coi bài đấy. Tôi ôn lại cái bài giảng hôm qua chút xíu, 5 phút thôi. Đó là vạn hữu trong vô lượng vũ trụ, trong đó cái phần chính yếu là chúng sinh, phải nói như vậy. Vạn hữu tức là tất cả mọi thứ ở đời đó, từ cây cỏ đất đá, núi sông, mặt trăng mặt trời, tinh tú, thì gọi là vạn hữu trong vô lượng vũ trụ. Thì cái phần chính trong đó chính là chúng sinh. Mà nói tới chúng sinh là phải nói đến cái khổ và lạc. Mà nói đến khổ lạc thì phải nói đến thiện ác. Thiện thì tạo ra cái lạc, hỷ lạc, còn cái ác tạo ra cái khổ ưu. Mà Đức Phật dạy rằng trong thế giới này, mọi thứ ở đời đều do duyên mà có. Và mọi thứ trong đó đều là cái duyên cho nhiều cái thứ khác. Và ở đây Ngài dạy rằng hãy nói đến từ đoạn 6 đến đoạn 9, hãy nói đến thiện ác, hãy nói đến chúng sinh thì dứt khoát không thể không nhắc đến năm quận. Như vậy thì trong cái chương, trong cái phẩm tướng này, Ngài nói hai chuyện rất là quan trọng. Thứ nhất là mọi thứ do tướng
duyên. Cái gọi là chúng sinh thiện ác bụi chỉ gói gọn trong năm quẩn, và năm quẩn chính là 12 xứ, mà 12 xứ chính là 18 giới. Ở trong đây có nhiều người sơ cơ còn không biết 12 xứ là cái gì, thì tôi nói rõ 12 xứ tức là 6 căn 6 trần nha. 6 trần tức là 6 cảnh, 6 căn tức là tai mũi lưỡi thân ý, còn 6 cảnh là sắc thinh khí vị xúc. Thì vô lượng vũ trụ, vô lượng vũ trụ, vô lượng chúng sinh, tất cả chúng sinh trong đó không nằm ngoài con số 12 này. Nhiều lần và rất nhiều lần tôi đã nói như vậy. Từ một cái hạt cát cho đến mặt trời thì coi như là không có cái gì nó nằm ngoài 6 căn 6 trần hết. Một bản thân nó đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn nếu không thì nó là đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Xa như mặt trời hoặc là xa đến những cái vũ trụ cách mình mấy tỷ năm ánh sáng, thì tuy nó không có nằm ở trong cái biết của 6 căn, của 5 căn vật chất, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái căn thứ 6, đó là ý căn. Tức là chúng ta vẫn nghĩ tưởng về những cái vũ trụ xa xôi ấy bằng cái tâm thức của mình nha. Không có cái thứ gì trong đời này mà lại không có thể bị tâm biết. Không có thứ gì trong đời này lại không là đối tượng của tâm nha. Như vậy thì toàn bộ vũ trụ với vô lượng chúng sinh trong đó chỉ gói gọn trong gọi là năm quẩn cũng được, mà mình chia ra thành 12 xứ cũng được, hoặc chia thành 18 giới cũng được. 18 giới đây tức là 6 căn 6 trần và 6 thức. Khi mà chia như vậy thì nó rõ hơn. 6 căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn 6 trần tức là sắc thinh khí vị xúc, còn 6 thức là cái biết của 6 căn đối với sáu trần tức là sáu thức, sáu trần tức là sáu cảnh. Như vậy tôi nhắc lại, ngài dạy rằng là toàn bộ vũ trụ này chỉ có thiện ác buồn vui thôi, chỉ có thiện ác buồn vui, và thiện ác buồn vui ấy hoàn toàn là do các duyên tạo nên. Và đã nói thiện ác buồn vui thì không thể nào là không nhắc đến quẩn xứ và giới. Còn đế là gì? Đế ở đây có nghĩa là khổ và tập đế. Tức là tất cả mọi chúng sinh trong đời này, tất cả mọi thứ trong đời này đều không nằm ngoài khổ và tập. Trong cái dòng chảy sinh tử miên việt bất thoái đó, thì chúng ta chỉ quẩn quanh trong khổ và tập. Tập đế, khổ đế là mọi hình thức hiện hữu. Còn tập đế là niềm đam mê trong bất cứ cái gì trong đời thì đều là tập đế hết. Và chúng ta cứ do thích mà mới có đầu thai, mới có tái sinh. Cứ như vậy nha. Còn cái diệt đế đó là từ vô thủy luân hồi chúng ta chưa từng biết tới. Mãi cho đến khi chúng ta có một chút duyên lành biết được Phật Pháp, chúng ta mới hiểu rằng là hình thức hiện hữu nào cũng là khổ hết. Chúng ta mới bắt đầu dốc lòng tu tập để mà không có tiếp tục sinh tử nữa, không có tiếp tục hiện hữu nữa. Và cái con đường mà dẫn đến sự chấm dứt sinh tử ấy nó nằm ở đâu? Dạ thưa, nó nằm ngay trên chính tấm thân sanh tử này. Ngày xưa, ngay trên chính tấm thân sanh tử này, ngay trên chính tấm thân năm quẩn này, ngay trên tấm thân sáu căn này, chúng ta thích cái này ghét cái kia là vì sao? Là vì chúng ta nghĩ đến một cái tôi, một cái của tôi, nghĩ đến cái này ngọt, cái kia đắng, cái này thích, cái kia ghét. Bây giờ biết Phật Pháp rồi, mình thấy tất cả ngọt, đắng, ghét, thương, tất thảy đều là khổ, gián hoặc là trực tiếp mà thôi. Bản thân cái nhận thức này được thể hiện cụ thể qua cái pháp môn tứ niệm xứ. Thì ngay bản thân cái con đường hành trì tứ niệm xứ ấy được gọi là đạo đế. Khi nào công viên quả mãn, ba la mật chín mùi, ba la mật tức là các cái công đức đời trước của mình mà nó đủ sâu dày để mà nó trợ duyên cho cái trí tuệ thánh nhân xuất hiện, thì ngay trong cái giây phút mà gọi là lìa bỏ những tham ái đó, cái trạng thái mà lìa bỏ tham ái đó được gọi là diệt đế. Như trong kinh đã nói, ái tận là niết bàn nha, hữu tận là niết bàn, thủ tận là niết bàn, phiền não tận là niết bàn. Cái là trong chính kinh chứ không phải là tôi nha. Ái tận là niết bàn, tức là sự chấm dứt phiền não, cái trạng thái đó được gọi là niết bàn. Còn cái trạng thái đó, cái cảm giác đó ra sao á thì chỉ có thánh nhân mới thấy thôi. Nhưng mà mình chỉ cần hiểu đại khái là vì đâu mình khổ,
Và khổ là gì? Ngày xưa giờ mình chỉ biết cái khổ mà gọi là khổ thô thiển, khổ do sức khỏe, do tai tiếng, do tài chánh, do thị phi, do khổ, do bệnh hoạn, do già nua, do chết chóc, do sợ hãi, do bất mãn. Đó là khổ thô. Còn cái khổ vi tế đó, có nghĩa là cái sự vô thường của những cái cảm giác dễ chịu, nó cũng là khổ. Bản thân cái cảm giác khó chịu là khổ đã đành rồi, mà đến cả những cảm giác dễ chịu nó cũng là khổ. Là vì sao? Là vì không có cái cảm giác dễ chịu thì làm gì có cảm giác khó chịu. Cái trong rừng có nghe kịp không? Cảm giác dễ chịu là gì? Tôi ví dụ như là mát, mát mẻ, ấm áp. Thì chính có cái ấm áp, có cái mát mẻ thì nó mới có cái nóng nực và lạnh giá. Giá, các vị làm ơn nhớ dùm cái đó. Không có ấm áp thì làm gì có lạnh giá, và không có gọi là nóng bức thì làm gì có mát mẻ. Không có mát mẻ thì không có nóng bức. Hai cái này nó dựa vào nhau nha, nó dựa vào nhau từng cặp, đêm tạo ra ngày và ngược lại, trắng vào rồi mới tạo ra đen và ngược lại, thích và ghét với nhau và ngược lại, sáng tối xa gần, cao thấp sâu cạn rộng hẹp, có nghĩa là tụi nó đi từng cặp từng cặp từng cặp như vậy nha. Đó, thì chính vì cái vị hành giả tu tiến đồng xíu bị đó thấy rằng toàn bộ thế giới này do các duyên mà có, các duyên vô thường thì sản phẩm của chúng cũng là vô thường. Thứ hai, tất cả mọi thứ ở đời là khổ. Là vì sao? Là vì cái đắng nó ngọt nó là khổ, cái đắng nó khổ đã đành, mà cái ngọt nó là cái nền cho cái đắng. Như vậy thế giới này là khổ, nhiều thấy nó lúc về lúc khác đó là vô thường, mà nó bất toại nó là khổ. Rồi vô ngã là sao? Vô ngã có nghĩa là mọi thứ do duyên mà có, duyên tụ, duyên tán, duyên đến, duyên đủ thì có mặt, duyên hết, duyên tan thì nó mất. Ở đây không có một ông A bà B, ông C bà F nào hết, mà ở đây là chỉ có là sự có mặt của chư duyên nha. Như vậy đó gọi là vô ngã. Vô ngã ở đây không phải là nothing, không phải là không có gì, mà là không, không có ai, nobody. Đấy. Thì ôm lại cái bài học hôm qua trong vòng 5 phút. Bây giờ sáng nay mình học tiếp. Mình học tiếp qua cái phần khác. Của phần khác đó là phẩm các pháp. Các pháp ở đây gồm có hai. Ngày kể một loạt nha. Tại sao mà ngày kể một loạt ở đây? Là bởi vì đây là những, tôi nhắc lại tại sao ngày kể từng cặp như vậy là sao? Là bởi vì ngày gom lại những cái bài giảng, những cái vấn đề sâu sắc ở trong cái con đường tu học. Nhiều khi chỉ gom là còn có hai vấn đề thôi, chẳng hạn như tôi đọc từ trên xuống nè, thí dụ như là thế nào là hai pháp, đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đó là một cặp. Một cặp thứ hai là tinh tấn và nhất tâm, thứ ba danh và sắc, thứ tư là minh và giải thoát, rồi hữu kiến và vô hữu kiến, vô tạm vô quý. Tại sao ngày chia từng cặp như vậy? Là bởi vì nếu một người mà hiểu giáo pháp sâu rộng, không? Sâu rộng, hai chữ này tôi nhấn mạnh, đủ sâu đủ rộng, thì là một cặp về là đủ tu rồi quý vị. Tôi còn tính sắp tới để bên Houston tôi mời về làm một lớp học nữa, và họ nói tôi giảng về 24 duyên. Bên Virginia tôi giảng về 13 pháp chế định, một cái đề tài mà những người học A Tỳ Đàm nghe loáng thoáng chứ không có mấy khi học kỹ. Riêng cái trường hợp kỳ rồi ở Virginia đó, là tôi giảng là mất mấy ngày trời đó, cho cái 13 pháp chế định. Rồi tôi về Houston đó, tôi lại làm một cái kỳ tích khác. Cái đơn giản đó, thì tôi lại kéo dài ra ở Virginia. Như vậy Houston thì cái dài tôi rút ngắn lại, đó là tôi giảng về 24 duyên. Thì ở đây tôi nhắc lại chỗ này cũng vậy, nếu mà đủ sâu và đủ rộng đó thì chỉ một cặp này thôi, một cặp danh và sắc, học sâu học rộng đủ để thông suốt tâm tạng và đủ để chứng đắc thánh trí. Chỉ hiểu sâu cái chữ minh là gì, giải thoát là gì, chỉ hiểu sâu hữu kiến và vô hữu kiến là gì, chỉ cần hiểu sâu cái vô tàm vô úy là gì, chỉ một cặp này thôi, nếu mà hiểu cho tới nơi tới chốn là đủ rồi nha. Thì bây giờ tôi bắt đầu vô buổi giảng nha. Tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tâm giải thoát tiếng Pali gọi là Chetu Vimutti. Tuệ giải thoát là Panya Vimutti.
Chỉ riêng cái đoạn số 1 này cũng là cái lý do vì đâu mà chúng ta cần có cái lớp kinh tạng, là bởi vì mình chia ra, thông thường chia ra hai phe. Phe một không biết gì hết, số này chiếm đại là tuyệt đại đa số, gặp mấy cái chữ lạ này là coi như làm lơ. Vô chùa chỉ biết bố thí phục vụ rồi lễ bái tụng niệm rồi là giọt mắt. Cho nên cái hạng một là không biết gì, hạng thứ hai đó là biết phiến diện, có nghĩa là có đọc ở đâu đó, có nghe ở đâu đó về mấy cái vấn đề giáo lý này, rồi cho rằng đó là tất cả, đó là chân lý nha. Trong khi cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát này, cái nghĩa nó đôi khi ở nhiều chỗ nghĩa nó có khác nhau nha. Làm ơn nhớ dùm cái đó. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe? Dạ rồi. Cái tâm giải thoát á, có chỗ nghe chậm chỗ này nha, có chỗ là có những một số bài kinh ấy, cái tâm giải thoát là nó chỉ cho cái đạo quả mà của cái người, đạo quả mà của cái người mà còn từng đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc và vô sắc giới. Nói theo cái từ của dân gian thì đàm đó, trong nước đó, thì gọi là thiền ước đó, gọi là đạo quả ước, có nghĩa là tại vì sự giới có chữ ước đây, là bây giờ trong tiếng Pali nó có cái chữ khô xúc khác với vipassaka. Có những hành giả đó là, các vị còn nhớ các loại hành giả sau đây hay không? Loại thứ nhất đó là hành giả tu quán trước rồi chỉ sau, tức là vipassana trước rồi samatha tu sau. Có hạng hành giả samatha tu trước rồi vipassana tu sau, tức là tu chỉ trước rồi quán sau, quán trước chỉ sau. Hạng thứ ba đó là chỉ quán xong tu, tức là tu cùng một lúc, tức là cùng một lúc chỉ quán xong tu. Rồi cái hạng thứ tư là thuần quán, gọi là xuất thác vipassana hoặc là xuất thác vipassaka, có nghĩa là cái pháp môn mà tập trung tới một xứ, không có đính kèm cái thiền chỉ thì gọi là xuất thác vipassana. Còn đương sự cái hành giả mà hành trì cái pháp môn mà thuần thường tí đó thì gọi là xuất thác vipassaka. Nhớ cái đó. Thì cái tâm giải thoát ở đây đó là có chỗ là ám chỉ cho cái đạo quả của cái người mà từng chứng thiền. Còn cái tuệ giải thoát là chỉ cho cái đạo quả của cái người mà không từng đắc thiền nha. Tức là họ chỉ tập trung, họ tu tứ niệm xứ rồi họ đắc sơ nhị tam tứ quả trên thời Bì La Hán, chứ họ không có thiền định, họ không có thần thông. Thiền định ở đây có nghĩa là họ không có đắc thiền ấy, chứ còn không phải là họ thiếu định nha. Nhớ nha, họ không phải họ thiếu định làm sao đắc. Nhưng mà họ không có từng đắc thiền các cái tầng như là sơ nhị tam tứ trở lên. Đó thì gọi là cái người đó mà khi họ đắc quả đó, được gọi cái đạo quả của họ được gọi là tuệ giải thoát. Tuy nhiên ở trong cái đoạn kinh này đó thì cái tâm giải thoát á, là ám chỉ cho cái định ở tâm thánh quả, là ơn ghi rõ giúp tôi nha. Cái tâm giải thoát ở đây thì chỉ cho phát lạc samadhi. Tâm giải thoát ám chỉ cho cái định ở trong thánh tâm thánh quả. Còn cái panya vimutti tức là cái tuệ giải thoát ở đây đó thì ám chỉ cho cái trí tuệ ở trong tâm thánh quả, là mình ghi dịch tâm giải thoát ở đây, xem chữ ở đây nữa, tâm giải thoát ở đây là ám chỉ cho định, tâm sở định ở trong tâm thánh quả. Còn cái tuệ giải thoát ở đây là ám chỉ cho cái trí ở trong tâm trí ở trong tâm thánh quả, nhớ nha. Cho nên đừng có mà biết chút này rồi coi đó là toàn bộ vũ trụ, cái đó kẹt lắm. Tức là mình gia tài mình chỉ có một cây thước, cái nào mình cũng xách cây thước ra mình đo thì kẹt lắm. Bởi vì các vị biết thước có nhiều loại, thước có nhiều loại và có nhiều kích cỡ khác nhau, chiều dài ngắn khác nhau. Mình có một cây xách đi đo tùm lum là cũng được. Rồi như vậy là mình biết sơ sơ biết về hai cái đó. Bây giờ tiếp theo đó là tinh tấn và nhất tâm. Hồi nãy tôi mới vừa nói xong, tại sao mà vấn đề tu tập, bao nhiêu vấn đề tu tập mà được gom nó thành từng cặp vậy là sao? Là bởi vì nếu hiểu tới nơi tới chốn, hành trì tới nơi tới chốn thì một cặp này nè là cũng đủ rồi.
Ở đây tinh tấn mà nhất tâm. Tinh tấn ở đây tức là tinh cần, là chánh tinh tấn đó. Còn nhất tâm ở đây là chỉ cho định. Có nghĩa là nếu một người mà ba la mật mà đầy đủ đó nha, thì chính cái định đó nó sẽ duyên cho tuệ đó. Mà hành trình nào đi nữa không thể thiếu tinh tấn nha. Dầu đó là cái con đường đắc chứng tu hành của vị chánh đẳng chánh giác, độc giác hay là thình văn giác, tất thảy đều là phải cần đến tinh tấn. Cho nên cái tinh tấn ở đây mình miễn bàn, bởi vì nó là cái nền dứt khoát tuyệt đối cần thiết nha. Riêng cái nhất tâm là sao, tức là anh muốn thành tựu bất cứ một cái điều gì trong đời hay là trong đạo mà anh không có khả năng tập trung tư tưởng đó ha. Từ một cái bà mẹ già ngồi đang áo cho con ha, cho đến một bà ngoại bên đèn khuya leo lét mà ngồi vá áo cho cháu, cho đến một cái vị giáo sư trên giảng đường đại học, một nhà nghiên cứu ở trong cái phòng thí nghiệm, cho đến một cái ông thầy tu ở trên núi cao rừng thẳm, một học giả trước một cái đống cổ thư dày cộm, thì tất thể những đối tượng ấy đều không thể thiếu cái khả năng định tâm nha. Nhớ nha, một cái người nội trợ ngồi vá áo đó mà thiếu định tâm thì là vá lộn nha. Vá lộn. Cho nên là phải có cái định tâm, chứ bởi vì định là nó năng sinh tuệ. Mà đối với người có duyên có trí thì họ chỉ nghe như vậy họ hiểu rồi. Cũng giống như mình, một đứa bé đó, mà đứa bé mà nó nghe má nó nói là không có tiền làm ăn được gì hết, là nó nghe vậy nó hiểu là tiền là tất cả. Rồi một lúc khác nó nghe má nó nói không có sức khỏe là không có gì hết, nó lại hiểu là sức khỏe là tất cả. Sai. Tùy chỗ nào má nói tiền là tất cả, không tiền thì không làm được gì, chỗ nào má nói không có sức khỏe là không làm được gì, thì tùy chỗ mà má nói. Không thể nào hồn nhiên mình ôm một câu của má rồi mình cho rằng đó là toàn bộ vũ trụ là sai nha. Làm ơn nhớ dùm cái này, làm ơn nhớ dùm cái này nha. Tùy chỗ, có chỗ thì học thức là quan trọng, có chỗ tiền bạc là quan trọng, có chỗ sức khỏe là quan trọng, có chỗ quan hệ xã hội là quan trọng, nhưng cũng có chỗ ngoại hình nhân dáng là quan trọng. Chứ còn mà học thức cho nhiều, tiền bạc cho nhiều, quan hệ xã hội cho nhiều mà trong khi xấu quá thì làm sao là người mẫu, làm sao làm hoa hậu, làm sao làm diễn viên nha. Tùy chỗ ta nói. Cho nên ở đây là nếu mà hiểu cho tới, hành cho tới, thì chỉ riêng cái tinh tấn và nhất tâm là đủ là cái hành trình giải thoát. Rồi tiếp theo danh và sắc. Danh và sắc là toàn bộ bản chất của vô lượng vũ trụ, tất thể những gì thuộc về tâm thức là danh. Dán hay trực tiếp, tất cả những gì thuộc về vật chất thì gọi là sắc nha. Mà tại sao hai cái này gọi là pháp tu, là vì sao? Là vì đối với một hành giả hiểu tới nơi, hành tới chốn, thì là chỉ riêng cái khái niệm, ý niệm, nhận thức về hai cái này cũng đủ rồi. Thậm chí ở trên cõi trời khi Đức Phật Ngài giảng không cần giải thích. Ngài chỉ nói là tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký là hàng triệu vị trời đắc đạo. Vì sao? Là vì họ nghe như vậy họ thấy ê chề. Mà đôi khi mình nghe mình rất quớt, nhưng mà họ nghe họ thấy ê chề. Ê chề chỗ nào? Ồ, thì ra từ đó đến giờ tôi tưởng tôi ngon lắm nha. Tôi tưởng tôi là ông này bà nọ, nhưng mà đến hôm nay đó, thì Thế Tôn nói rằng thế giới này nè, nó chỉ gồm có gọi là tất cả pháp thiện, bất thiện và vô ký thôi. Tức là có những cái ác, cái lành, rồi có những cái không ác, không lành. Chứ còn không có cái ông A và B nào ở đây hết. Tất cả đều là khổ hết. Niềm đam mê nào ở trong mấy thứ này cũng là khổ. Vì vậy chỉ riêng cái tâm về thiện cũng giúp cho hàng triệu vị trời đắc đạo nha. Thì ở đây cũng vậy. Cái danh sắc mà hiểu tới nơi, mà hành tới chốn, hành giả luôn luôn tâm niệm rằng cái gọi là tôi, ta, ông A và B nó chỉ là danh và sắc thôi. Danh tức là tâm thức luôn luôn vô thường, lúc thiện, lúc ác, lúc buồn, lúc vui. Còn sắc ở đây chỉ là bốn đại đất nước lửa gió và 24 sắc, 24 thứ vật chất đi ra từ chúng nha. Chỉ vậy thôi mà nói cho sẵn này tôi ôm luôn cho mấy người ăn thì làm lơ mơ. Danh là gì? Danh là gồm có tâm và tâm sở nha. Mà tâm ở đây đó, người học ăn thì làm mà lơ mơ đó thì nói là có 121 tâm hoặc là 89 tâm. Nhưng nếu học kỹ chúng ta sẽ thấy rằng mỗi con số như vậy chỉ là tương đối thôi. Tương đối là sao? Có nghĩa là tâm có thể kể là
121 cũng được, cũng có thể kể là 89 cũng được, cũng có thể kể là 6 thức cũng được, thậm chí tâm có thể kể là 1 cũng được, đó là sự biết cảnh ha. À, còn cái tâm nó làm gì để dựa vào ba cái tiêu chuẩn sau đây là mang ghi dùm. Tâm khi được kể là 1 chỉ có nghĩa là sự biết cảnh, làm ơn ghi dùm tôi đi. Làm ơn ghi dùm tâm á, được kể là nhiều cách, nhưng mà khi được kể là 1 á, thì nó chỉ có nghĩa là cái sự biết cảnh thôi. Tâm có thể kể thành nhiều cách, ghi như vậy, tâm có thể được kể thành nhiều cách, nhưng khi được kể là 1 thì chỉ là sự biết cảnh thôi. Alo, các vị còn nghe không? Rồi, dạ rồi, rồi biết cảnh. Rồi xuống dòng, các vị ghi thêm cái này. Sở dĩ tâm được phân loại là thiện ác phàm dục thiền. Sở dĩ tâm được phân loại là thiện ác phàm thánh dục thiền. Dục tức là tâm dục giới, thiện thành tâm đấu đại đó. Sở dĩ được phân loại thành thiện ác phàm thánh dục thiền thì dựa vào ba làm ơn phải dùm nha, làm ơn phải dùm: thiện phải, ác phải, phàm phải, thánh phải, dục phải. Là dựa vào ba cái khía cạnh sau đây. Sở dĩ tâm được phân loại thành thiện ác phàm thánh được dựa vào ba cái khía cạnh sau đây. Một là cái tâm ấy dựa vào cái trần nào trong 6 trần. Số 1, tâm ấy dựa vào trần nào trong, dựa vào căn nào trong 6 căn, xin lỗi. Tâm ấy dựa vào căn nào trong 6 căn. Rồi, số 2, tâm ấy biết cảnh nào trong 6 cảnh. À, nó tâm chỉ là biết thôi. Là từ đây nó mới bắt đầu chia ra là tâm 21, rồi 89, rồi 6, tùm lum. Trên số 3, tâm sở nào đi cùng tâm ấy? Tâm sở nào đi cùng tâm ấy? Sẵn này tôi ôn lại cho mấy người sơ gơ không biết gì nha. Tức là được gọi là tâm thức hay là phần hồn của mình á. Cái phần tâm linh, cái phần tinh thần của mình á, nó chỉ gồm có hai. Một là tâm là sự biết cảnh thôi. À, nhưng mà cái phần thứ hai mới ghê, đó là cái thành phần, cái cấu tố, cái thành tố đi cùng với cái tâm ấy, đi cùng với cái biết ấy đó. Thì như vậy được gọi là danh pháp, tức là thành phần tinh thần hay là phần hồn của chúng sanh đó, nó gồm có hai. Một là tâm cộng với cái gì? Tâm cộng với tâm sở. Tâm sở, tâm nó giống như nước, còn tâm sở thì giống như những cái phụ liệu gia vị. Ví dụ như nước chanh thì là nước riêng, nước là cái tâm á, còn tâm sở đây là gồm có chanh, gồm có đường và một tí muối nha. Nhớ cái đó. Thì như vậy nếu mà gọi là tâm á, thì mình vẽ cái bản đồ trước mặt mình. Tâm rồi được gọi là danh, ở đây nó gồm có tâm là số 1 á, một tâm cộng với cái gì? Cộng với 13 tâm sở trung hòa. 13 tâm sở thì bắt buộc lúc nào cũng phải có, bởi vì nó là những thuộc tính bắt buộc phải có ở một cái tâm. Nhớ nha, 13 tâm này gọi là 13 tâm trung hòa, có nghĩa là tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, gì đi nữa cũng phải nhờ cũng mặt của 13 sai cái tâm ở này hết nha. Như vậy thì tâm cộng như 13 tâm sở trung hòa, rồi cái gì nữa, cộng với 14 cái tâm sở bất thiện. Như vậy thì một cộng 13 cộng 14 bằng tâm bất thiện. Rồi xuống hàng, một tức là một tâm á, cộng với 13 tâm sở trung hòa, cộng với 25 tâm sở thiện, thì nó thành ra là tâm thiện. Chỉ vậy thôi, làm ơn ghi giùm tôi nha. Một tâm, đã ghi chữ một tâm, cộng với 13 tâm sở trung hòa, cộng với 14 tâm sở bất thiện, bằng tâm bất thiện. Rồi xuống hàng, một tâm cộng với 13 tâm sở trung hòa, cộng với 25 tâm sở thiện, thì nó thành ra là tâm thiện. Nhớ bao nhiêu đó tôi. Nó như vậy đó, tức là 1 cộng 13 cộng 14 là bằng ác, 1 cộng 13 cộng 25 bằng thiện.
Rồi sau đó thì nguyên một cái khối này nè, nguyên cái hai cái hàng này cộng lại gọi là danh pháp, làm ơn nhớ giùm nha. Hai cái khối này cộng lại được gọi là pháp đó quý vị nha. Thì chính vì có cái tâm bất thiện này nè, nó tạo ra bao nhiêu cái khổ ưu của thân của tâm đó. Rồi bây giờ xuống hàng ghi giùm. Tâm bất thiện thì nó tạo ra khổ ưu cho tất cả chúng sanh. Tâm thiện thì nó tạo ra hỷ lạc cho chúng sanh. Tôi cố gắng làm sao mà tôi biến cái A-tỳ-đà và cái tứ niệm xứ nó gắn chặt vào trong cái nhận thức Phật pháp giáo lý của quý vị, để quý vị trong rung gọi là dốt đặt cán cuốc, gọi như dốt như lá me lá mít vẫn có thể học được nha. Thì ở đây hai cái khối này cũng là gọi là danh pháp. Thì là mình là được gọi là tâm bất thiện tạo được khổ ưu, mà tâm thiện thành hỷ lạc. Trúng ghi như vậy. Và toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm ở trong cái gọi là thiện ác buồn vui. Cái này tôi nhớ tôi nói riết mà tôi quê luôn á. Có bao nhiêu đó thôi, cứ thiện ác buồn vui. Rồi buổi sáng thay vậy đi hát, sáng đi vô nhà tắm thay vậy hát tầm 7 tầm 3 cứ hát cái câu này: thiện đời này là nhân vui đời sau, ác đời này là nhân khổ đời sau. Vui đời này là quả của lành đời trước, mà khổ đời này là quả của ác đời trước. Cứ như vậy đó. Bây giờ các vị không có thấy xài được đâu. Mai này khi mình đi tu tứ niệm xứ mình mới thấy. Khi nào mình cần mình thấy một cái tâm bất thiện nó xuất hiện, mình có thể ghi nhận đây là tâm ganh tị, đây là tâm bỏng sẻ. Còn không đó, mình có thể nhận diện thiện nhân khổ đời sau. Nó vừa xuất hiện là biết đây là bất thiện nhân khổ đời sau. Nó vừa xuất hiện là biết liền đây là tâm thiện nhân vui đời sau. Nó vừa xuất hiện biết là đây là quả khổ của từ cái ác đời trước, đây là cái quả vui từ cái nhân lầm của đời trước. Biết liền như vậy, suốt ngày sống ở trong cái tâm niệm về nhân quả nha. Rồi khi mà trí tuệ chín mùi nữa, mình mới thấy ra chính cái nhân quả này nè, nó lại làm nền cho cái tâm tướng. Là vì sao? Vì nhân khác thì nó tạo ra quả khác. Cái nhân thì có lúc thiện lúc ác, mà quả thì lúc khổ lúc vui. Như vậy đời sống này nó là sự đắp đổi của thiện ác buồn vui. Sự đắp đổi ấy nó có một cái tên gọi chuyên môn là vô thường. Các vị nghe kịp không? Cái sự đắp đổi ấy nó có một cái tên gọi là vô thường. Không, ở đây có cái người chiếc lá cuối cùng nói tào lao là hát phạm giới. Hát mà có melody mới phạm giới, còn hát của mình là hát chỉ có lyric mà không có melody. Cái biết hai cái này không ta? Cái biết cái này không? Cái biết melody không? Melody rồi cái lyric nha. Lyric hai cái này mình chỉ có lyric chứ không có melody sao phạm được. Ok rồi. Như vậy thì danh á, đó là danh á, danh pháp á, tức là toàn bộ vũ trụ này, dầu cho cái ông Phạm Thiên ở trên cái cõi ngút ngàn xa vắng phi tưởng phi phi hay là một con trùng, con dế, con ông cái kiến, thì cũng quẩn quanh ở trong cái danh pháp của họ, không có nằm ngoài hai cái mà mình vừa ghi. Có nghe là tam cộng với 13 cộng với 14 bằng tâm ác, tam cộng 13 cộng 25 bằng tâm thiện. Thì tất cả cái quẩn quanh có, dĩ nhiên là tùy cõi mà có gia giảm nha. Tôi chỉ dạy là dạy căn bản thôi, chứ còn trong chi ly á, thì thí dụ trên cõi Phạm Thiên là làm gì có tâm sanh đó, tâm cõi Phạm Thiên làm gì có thọ ưu đó, thì cái đó là cái phần chi tiết. Nhưng mà một cách căn bản cho cái người dốt đặt căn cốt là học như vậy đó nha. Đó là về danh pháp, đó phần hồn của chúng sinh. Còn bây giờ học qua phần xác nha, phần hồn bây giờ qua phần xác. Xác ở đây tức là vô lượng vũ này, bất thải bất cứ cái gì, tất thải cái gì mà nó được gọi là vật chất thì nó đều nằm ở trong, nó đều dựa trên bốn cái thành tố căn bản, đó là đất nước lửa gió. Và ở đây phải nói rõ với bà con, bốn cái món này phải được định nghĩa lại theo pháp, chứ không thể hiểu cái đất mà hiểu theo cái nghĩa mà dân gian thông thường của mình ở ngoài ra nha. Đất là cái chỗ mà mình có thể trồng trọt, cất nhà, đào hố, sẽ rảnh thì không phải. Mà đất ở đây đó là chỉ cho cái trạng thái thôi nha. Đất nước lửa gió đây là toàn là những trạng thái. Vì vậy mới gọi là nhất thiết giai thông là gì đó. Có nghĩa là tâm là nó vô hình vô tướng, vô ngã vô thường thì thấy dễ hiểu rồi. Mà đến cả sắc pháp nó cũng là không. Không ở đây có nghĩa là nó chỉ là trạng thái thôi nha. Đất ở đây đó là mà nếu mà nói như vậy thì
danh sắc nó có điểm giống nhau, tức là tất cả đều là những trạng thái thôi, chứ không phải. Còn cái mà mình thấy là cục đất, hòn núi, ngọn đồi, chiếc xe, cái bàn, cái nĩa, cái muỗng, đó là đã qua tới chế định rồi, tức nghĩa là cái biết của phòng nha. Còn cái biết rốt ráo trong cái thánh trí đó, thì phải là cái biết theo cái cảnh biết. Thì đất ở đây tức là tất cả những cái trạng thái cứng mềm, làm ơn ghi giùm tôi, đất ở đây là các trạng thái cứng mềm, nặng nhẹ mịn nhám, cứng mềm nặng nhẹ mịn nhám là đất nha. Cứng mềm nặng nhẹ mịn nhám. Còn nếu nói theo khoa học bây giờ, nó còn thêm một cái nữa, đó là sự choáng chỗ trong không gian cùng với trọng lượng. Nhưng mà trọng lượng thì nó đã nằm trong cái trạng nặng nhẹ rồi nha. Vì vậy để thêm cái choáng chỗ không gian. Vậy đất ở đây là gồm các trạng thái cứng mềm nặng nhẹ và mịn nhám. Rồi nước ở đây là gồm các cái trạng thái, nước ở đây là bao gồm các trạng thái tan chảy, ngưng tụ và kết dính nha. Tan chảy phải ngưng tụ, có nghĩa là gom lại đó và kết dính. Ngưng tụ tan chảy là nó đi ngược lại với ngưng tụ. Còn kết dính là gì? Kết dính ở đây có nghĩa là cái phân tử này nó dính liền với phân tử kia, tế bào này nó phải gắn liền với cái tế bào nọ, nó mới làm nên thân xác của mình, nó mới làm nên một cái thứ vật chất gì đó trong đời nha. Thì như vậy cái đó gọi là kết dính. Thì cái trạng thái ấy, cái khả năng kết dính ấy được gọi là nước, chứ không phải nước là hiểu theo cái nghĩa của mình bên ngoài nha. Còn lửa ở đây là tất cả nhiệt độ, lửa ở đây phải hiểu là tất cả nhiệt độ, lạnh bao nhiêu, nóng bao nhiêu cũng đều được gọi là nhiệt độ nha. Lửa đây là ám chỉ cho tất cả các nhiệt độ, bất kể cao thấp bao nhiêu, bất kể các nhiệt độ. Rồi còn gió đây là gì? Gió ở đây tức là cái trạng thái di động, rồi xê dịch và áp suất. Gió ở đây tức là gồm các trạng thái xê dịch, di động và áp suất. Áp suất tức là cái sự mà trương phồng, thúc đẩy đó, trương phồng trước nha. Gió là trạng thái di động, xê dịch và áp suất. Rồi như vậy đó, như vậy thì phải hiểu như vậy. Chứ còn gió mà hiểu theo cái nghĩa mà mình thì chết rồi, bởi vì gió mà hiểu theo cái nghĩa của mình thì nó hẹp lắm quý vị. Chỉ cần vô trong nhà đóng cửa lại là không có gió nữa, trừ ra một trường hợp mình mở quạt máy, còn ở đây không có. Ở đây đó là gió theo cái khía cạnh rốt ráo đó, thì ở mọi nơi, mọi lúc và mọi vật đều có gió hết. Kể cả cái sự xê dịch, di chuyển của các cái quang tử, điện tử, như là quang tử, như là photon hay là proton hay là electron, thì sự xê dịch của các cái nguyên tử, phân tử, điện tử đó cũng đều được gọi là gió nha. Rồi bốn cái này là bốn cái gọi là thành tố căn bản cho tất cả thứ vật chất trên đời nha. Nhưng mà như vậy hết chưa? Chưa đâu. Bốn cái này nó lại là nền để mà cho 24 thứ vật chất khác cùng có mặt. Thì ở đây các vị chỉ mở cuốn A Tỳ Đàm xanh ra, các vị sẽ thấy rõ. Ở đây tôi chỉ kể vắn tắt 24 thứ đó là gì. 24 thứ đó tức là những cái thứ vật chất mà nó có mặt, là bản thân nó cũng là đất nước lửa gió, bản thân nó cũng là đất nước lửa gió nha. Bản thân nó cũng lửa gió. Tôi ví dụ như bây giờ các vị ghi nè, 20 các vị ghi tôi 24 cái thứ vật chất còn lại đó được xuất sinh, tức là xuất phát, được sanh ra từ đó, xuất sinh, được xuất chứ phải xuất nha, xuất phát. 24 thứ vật chất còn lại xuất sinh từ bốn đại gồm, chậm quá, 24 thứ sắc pháp còn lại gồm gồm cái trạng thái thăng bằng, gồm cái trạng thái thăng bằng của vật chất, trạng thái thăng bằng của vật chất, đó là gì? Đó là khinh nhu thích nghiệp. Nhưng mà đây tôi chỉ gom gọn trạng thái thăng bằng của vật chất, phải sắc tố nam, sắc tố nữ, đó
Đây tôi chưa kể những cái mà nổi bật để cho bà con hình dung. Tức là vật chất nó dựa trên bốn cái này, còn 24 cái kia là gì ta? Thì bắt đầu tôi mới kể những cái mà bà con có thể cảm nhận ngay bây giờ nè. Đã nói thân vật chất rồi, phải sắc tố nam, sắc tố nữ, cái hormone nam, hormone nữ đó cũng được đi ra từ bốn đại nha. Rồi cái gì nữa ta? Các cái sinh tố vi lượng, các cái sinh tố vi lượng trong cái trong sinh vật ấy, thì cũng gọi là các sinh tố vi lượng, đây trong trong Ati Đàm gọi là sắc sắc dưỡng tố hay là sắc vật thực các nha. Các sinh tố vi lượng cũng là nằm trong 24 cái này. Rồi cái gì nữa ta? Cái khoảng cách giữa các phân tử đơn tử tế bào đơn bào cũng là được kể là một thứ sắc pháp nha. Các vị ghi chậm quá, một rừng người mà chắc đi ngủ sập tới bao nhiêu khi tôi nghĩ tôi giảng ở nghĩa trang á, đi bắn que ghi giùm. Giờ tôi quên mất rồi, tôi đọc cái gì tôi quên rồi, làm sao tôi nhớ, làm sao tôi quên, làm sao tôi nhớ được nha. Có nghĩa là cái các cái sinh tố vi lượng cũng là, rồi cái khoảng cách giữa các đơn bào, đa bào, tế bào, lung tung bào nha, thì đều gọi là cũng đều là tức là sắc hư không đó, sắc giao giới đó, thì nó cũng là sắc pháp. Rồi cái gì nữa? Cái trạng thái sinh sôi phát triển phân hủy cũng là sắc pháp. Là mọi người dùng trạng thái sinh sôi phát triển, rồi cái gì nữa, suy tàn và băng hoại, suy tàn và băng hoại, sinh sôi phát triển, suy tàn và băng hoại của vật chất, cái trạng thái đó cũng là sắc pháp, cũng là sắc pháp. Rồi xong, cảm ơn, kết thúc. Như vậy thì sắc pháp là gì? Sắc pháp tức là bốn thành tố căn bản đất nước lửa gió cộng với 24 thứ vật chất khác mà tôi vừa kể đại biểu quốc hội thôi. Thế là trong đó gồm có cái gì ta? Gồm có gồm có cái gọi là sự thăng bằng của vật chất, rồi hormone nam, hormone nữ, sắc tố nam, sắc tố nữ, rồi trạng thái sinh cho phát triển, suy nhược, suy tàn bản ngoại của vật chất, rồi các gọi là sinh thứ, sinh tố vi lượng trong sinh vật cũng phải đều là vật chất. Mà những cái thứ đó nó được tạo ra từ cái gì ta? Nó được tạo ra từ trên cái nền tảng bốn đại. Còn nói gọn nhất mình gọi là năng lượng đó, các cái nguồn năng lượng trong vật chất, các cái thức năng lượng vi sinh, các hình thức vi sinh cũng đều là sắc pháp hết. Tất cả đều đi ra từ cái nền của bốn đại nha. Mà bốn đại ở đây tôi nhắc lại lần nữa là bà con làm ơn định nghĩa lại từng thứ trong đó. Đất là gì, nước là gì, lửa là gì, gió là gì, vì sao phải định nghĩa lại? Là bởi vì với định nghĩa mà của trong giáo pháp mình nó mới triệt để, nó mới rút ráo, chúng ta mới thấy được rằng là bốn đại nó có mặt ở mọi nơi mọi lúc. Còn nếu mà đất, nước, lửa mà hiểu theo cái nghĩa thông thường trong đời sống thường nhật của mình thì khó lắm quý vị. Thí dụ như quý vị thấy trong Ati Đàm nói rằng cái mặt nước, bản thân mặt nước cũng có đủ bốn đại, bởi vì cái sự xê dịch của từng cái gợn sóng là gió, cái nhiệt độ của nước nó là lửa, mà cái sự cứng mềm của con nước, của cái làn sóng nó cũng là nó là đất, cái trọng lượng của nước cũng là đất nha, nhớ nha. Các vị không có tin thì các vị coi mấy đứa bé mà ở bên nhà quê Việt Nam mà nó tắm mà nó nhảy cầu dừa đó, nó leo lên cây dừa vẫn lên cầu khỉ nữa, nhảy xuống nước đập vào mặt của nó cũng làm cho cái mặt nó rát, nó làm cho cái mắt nó đỏ hoe đó, nha. Như vậy thì cái cứng mềm của nước nó cũng là đất nha. Cái đó quan trọng lắm. Khi mà một hành giả mà hiểu rõ danh là gì, sắc là gì, thì hành giả nếu mà đủ duyên, luôn luôn tôi luôn thọng cái câu nếu đủ duyên, chứ còn có nhiều người không có nghe cái câu này, cứ về làm bị trang mà sẽ thấy mình không đi tới đâu á, là bởi vì có nhiều lý do lắm. Một là cái duyên lành ba la mật của mình nó bị thiếu, cái công đức tu hành nó chưa có tới. Thứ hai là cái sự tinh tấn của mình chưa có tới. Thứ ba là cái trí tuệ của mình trong cái con đường hành trì chưa có tới, nghĩa là còn chút gì đó mình hiểu tới, còn chút gì đó mình hiểu lầm nha. Như vậy thì chỉ cần cái sự tinh tấn của mình có vấn đề, cái trí tuệ của mình có vấn đề, sức khỏe của mình có vấn đề, cái ba la mật của mình có vấn đề, và cái sự hướng dẫn của sư phụ có vấn đề nha.
thì coi như là cái vị tu mỏi mòn cũng không đi về đâu hết. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại ở đây, thiền sư hay là kinh sách gì đi nữa, là mỗi một cái bài kinh chỉ thích hợp cái nội dung thì là như nhau, kinh nào nội dung giống như kinh nào thôi, kinh nào cũng là hướng đến giải thoát, nhưng mà cái kiểu trình bày đó thì nó hợp với một số cái tạng người nha. Rồi nghe cả đó là kinh nói về người, là thiền sư hay là giảng sư, pháp sư, cái kiểu suy tư, cái kiểu nhận thức, cái kiểu phân tích của mỗi vị nó thích hợp cho một số người thôi nha. Cho nên là có nhiều khi mình thấy thích nhưng mình không có hợp, mà nhiều khi mình có đó nó hợp với mình nhưng mình không thấy thích. Rồi có nhiều trường hợp đó mình vừa thấy thích mình cũng vừa hợp, rồi có trường hợp không hợp mà cũng không thích nha. Thì cái mà bà con nên để ý chính là cái trường hợp mà thích mà không hợp, cái này mệt lắm nha, cái này mệt lắm ạ. Thích mà không hợp có nghĩa là thấy ông nói cái pháp môn nó hay à, hay. Ví dụ như tôi được nghe sau này có một cái trào lưu gọi là tứ niệm xứ, mà theo cái trào lưu gọi là như nhiên à, có nghĩa là sao? Có nghĩa là con cứ sống bình thường ha, con cứ là đi trượt tuyết, con cứ là đi quán bar, con cứ là đánh bài, con cứ sống như là xưa giờ. Nhưng mà hôm nay con biết đạo rồi, con biết đạo rồi thì coi như là con là làm, con vẫn tiếp tục hưởng thụ, tiếp tục sống bình thường, nhưng mà trong cái chánh niệm tỉnh giác. Thì cái khoảng này thì tôi xin nói, cái khoảng này nghe nghe thì đã thiệt, bởi vì những cái người mà coi như mà còn dễ ngơi đó, họ nghe kiểu tu này họ khoái lắm nha. Nhưng mà nói cho rốt ráo á, thì nếu mình mà có một cái kiểu tu mà như nhiên như vậy đó, thì cái tăng lực để ở đâu? Tại sao có tăng lực? Tại sao có tăng lực? Bởi vì chính cái Phật thấy rõ tu là tu tâm, nhưng mà không thể bỏ phần tu tướng. Là sao? Tức là có những cái trường hợp do hình thức khép mình nào đó, tâm của ta cũng tự động được thúc liễm, được kiểm soát. Biết trong rung có tin này không ta? Alo, các vị có tin chuyện này không? Tức là trong một cái hình thức khép mình nào đó thì cái tâm của mình cũng được kiểm soát dễ hơn. Dạ, tôi ví dụ chuyện nhẹ nhàng thôi. Quý vị mình nhào vô trong một cái chỗ mà âm thanh ánh sáng tràn ngập, trai gái nam thanh nữ tú là hò hét nhảy nhót, quý vị nói là quý vị giữ chánh niệm được thì tôi xin quỳ lại từ dưới lại lên, từ trên tôi lạy xuống, cái chuyện nó không có nha. Bởi vì nếu mà nó mà như vậy đó thì tôi hỏi mấy cái thiền viện đó, nó lấy cái lý do gì mà nó ra đời hả? Người ta cần đến cái không khí gì? Người ta ngay cả cái bữa ăn ở trong cái thiền viện đó, mình không có tu hành gì hết, mình chỉ bước vào mình nhìn cái phòng ăn của thiền viện bao hay là sumin thôi là mình đã thấy muốn tu rồi. Xếp hàng nguyên một hàng dọc mà kẻ trước người sau thứ lớp tuần tự, tay ta bà đầm mà điếc gì, cứ là để tay trước rúng, hai tay xếp lại đi từng bước đi vào phòng ăn. Có chỗ thì buffet, có chỗ thì dọn bàn, nhưng mà ai nấy vào lấy đồ ăn hoặc là múc đồ ăn đều trong sự im lặng. Thì cái đó là tu tướng hay tu gì nữa, nhưng mà chính vì cái hình thức khép mình ấy nó đã hỗ trợ cho cái khả năng kiểm soát của ta rất là nhiều. Đây là lý do vì đâu mà chúng ta vừa tu tâm mà cũng cần phải tu tướng ở chỗ đó, đó thưa quý vị nha. Cho nên là cực đoan cho rằng vật chất là tất cả đó là cả tào lao, mà cho rằng tâm là tất cả cũng là tào lao, mà phải nói rằng là tâm vật hộ tương. Vạn pháp do chư duyên mà có, mà đã nói gọi là chư duyên có nghĩa là các duyên, mà các duyên ở đây nó không thể đóng khung trong một cái loại duyên nào được nha. Nhớ cái nó quan trọng lắm nha. Đó, hiểu như vậy các vị thấy chỉ riêng hai cái chữ danh sắc nãy giờ tôi nói có đủ đó cho bà con tu chưa? Tôi nghĩ quá thừa chứ phải đủ, quá thừa luôn nha. Danh sắc hiểu như vậy đó thì gọi là tu nha. Rồi tiếp theo là mình học về minh và giải thoát. Minh và giải thoát minh và giải thoát. Minh và giải thoát. Minh ở đây á là cái trí tuệ. Minh ở đây là trí tuệ trong tâm thánh quả nha. Làm ơn ghi dùm, cảm ơn. Minh ở đây là trí tuệ trong tâm thánh quả.
Bây giờ các vị mới thấy cái hồi nãy bây giờ nó giúp cho quý vị nè. Bây giờ bà con mới thấy nó giúp nè. Mình ở đây á là trí tuệ tâm thức quả, còn giải thoát ở đây á là giải thoát ở đây là ám chỉ cho tất cả tâm sở đi cùng. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái cô giọt mưa này phải nhìn nhận khen thì nó rất kỳ, khen một cá nhân tập thể nó rất là bậy, nhưng mà phải nhìn nhận là phải khen. À, mình ở đây là chỉ cho trí tuệ trong tâm thánh quả, còn à, cái giải thoát ở đây là ám chỉ cho các cái tâm sở mà đi cùng xe sau tham ma, gọi là tăng xâm của chúng ta xe tham ma, tức là những ở đây các vị thấy trong Pali không hề có chữ tâm sở, mà tôi cãi gan tôi dịch như vậy, bởi vì đây là cái nghĩa nó phải hiểu như vậy, tức là tất cả tâm sở đi cùng trong cái trệ trong cái tâm cái trí thánh quả đó, tất cả tâm sở đi cùng cái trí thánh quả đó thì được gọi là giải thoát. Các vị coi nghe có ác chưa? Mà trong khi có chỗ thì minh ám chỉ cho tâm thánh đạo, mà giải thoát là ám chỉ cho tâm thánh quả, nhưng mà chỗ này là hiểu nghĩa khác. Đó là lý do tại sao mình phải học nhiều, là bởi vì là mình không có bị đóng khung, mình không có bị nhốt chuồng, chỉ có con cá con chim nó bị giam lò lòng nhốt chậu thôi. Chứ còn mình con người, nhất là mình là đệ tử Phật, thì đại kỵ cái chuyện gọi là chim lòng cá chậu nha. Không nên giam nhốt ai, đã đành mà đối với bản thân mình cũng không nên tự giam nhốt ở trong những cái biên kiến, trong những cái biến kế sở chấp, trong những cái gọi là sở tri chướng biết ba mớ mà bèn cho đó là vô lượng vũ trụ nha. Thì cũng mệt. À, tiếp theo là mơn ghi thêm, chứ giờ tôi cứ chạy qua bên kia tôi mất thời gian quá, thì tôi chạy qua bên thời gian quá rồi. Mình là giải thoát rồi, hữu kiến và vô hữu kiến. Hữu kiến ở đây là, hữu kiến ở đây là gì ta? Hữu kiến ở đây là thường kiến nha. Hữu kiến là thường kiến, còn cái hữu kiến đây là thường kiến, còn cái vô hữu kiến ở đây chỉ là đoạn kiến. Thì không biết bà con còn nhớ hay không, tức là tất cả, tôi phải nói chữ tất cả nên nhớ cái chữ tiêu xài, cái nhiều chỗ tôi nhấn mạnh có nghĩa là tôi đang chính xác nha. À, tất cả cái là không sót một ai hết. À, tất cả phàm phu trong đời này sở dĩ sanh tử luân hồi thì mình có nhiều cách nói, như là nói luân hồi là do vô minh cũng đúng, nói luân hồi là do tham ái cũng đúng, nói luân hồi là do tà kiến, do ngã mạn cũng đúng, không có sai. Thì trong trường hợp này tôi đang nói về tà kiến. Tà kiến ở trong đời nghĩa là sự hiểu sai, hiểu không có đúng với chánh pháp thì gọi là hiểu sai. Thì cái thường kiến á, tà kiến gồm có hai là thường và đoạn. Thì thường kiến nó gồm có ba, mấy trung rung còn nhớ không ta? Alo, có hai trung rung này nhớ ba loại thường kiến không? Ba thường kiến, ba đoạn kiến, phân tích rộng thành 62 tà kiến. Phân tích rộng thành 62 tà kiến. Còn nói gọn á, thì thường có ba và đoạn có ba. Thường kiến có ba, trung rung còn nhớ không? Một là tin có một cái tôi của mình hay là cái tôi của người khác. Yeah, nhưng mà nói gọn là tin có một cái tôi, tin là có một ông A, có một bà B, tin là có một cái gì đó nó đi từ đời này qua kiếp khác, tức là tôi làm thiện thì mai mốt tôi được sướng. Mà lẽ ra đó mình phải hiểu cái này, cái giây phút mà hành thiện, mình làm thiện đó, nó là cả tâm sinh lý mình lúc đó là nó liên tục thay đổi, không có một cái con người nào mà có thể trụ quá một sát na hết nha. Rồi các vị hỏi tôi vậy chứ sát na là cái gì? Thì tôi mới nói sát na, nó nếu mà nói về thời gian đó, thì nó nhanh, coi như nó nhanh, nó ngắn là chỉ bằng một phần tỷ của giây thôi nha. Còn cái chữ sát na có còn cái nghĩa nữa là đơn vị tâm thức. À, tức là đơn vị tâm thức có nghĩa là mỗi một cái tâm như vậy đó thì được gọi là một sát na nha. Một sát na. Thì lẽ ra mình phải hiểu rằng mình chỉ là một dòng chảy của nhiều giọt nước, mà mỗi giọt nước như vậy nó có vô số cái thần hóa học trong đó. Mỗi giọt nước nó có vô số thần tố hóa học. Nó có bao nhiêu vấn đề vật lý nằm mỗi giọt nước, có bao nhiêu vấn đề hóa chất nằm trong mỗi giọt nước nha. À, thì tất cả những cái sự mà cộng hưởng tương duyên của vô số điều kiện ấy làm nên một giọt nước.
rồi nhiều giọt nước nó mới làm nên một con sông, một dòng suối nha. Mình phải hiểu như vậy. Còn đằng này á, là mình không học đạo, mình cứ tưởng là có một cái tôi nha, tức là nó chửi tôi. Cái chữ nó đó nghĩa là mình trong đầu mình không hề hiểu rằng cái chữ cái nhân vật của mình gọi là nó, thật ra nó là một dòng chảy gồm rất là nhiều giọt nước, và mỗi giọt nước nó gồm vô số thành tố, vô số vấn đề vật lý và hóa học. Mấy trong rung có nghe tôi nói kịp không ta? Trong rung có nghe kịp không? Alo, khổ ghê luôn. Ở giảng mà không thấy mặt nó dạ rồi. Thứ hai là lẽ ra đó là mình mới thấy rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Nếu nói như vậy thì làm gì có một cái ông A mà B thằng tí thằng tèo nào. À, nhưng mà vì mình không biết, dạ, cho nên mình mới cho rằng có một cái tôi, thì dù cái tôi ấy là của ta hay của người khác đi nữa, thì tin rằng có một cái tôi đi từ kiếp này qua kiếp khác, đó là cái thường kiến thứ nhất. Cái thường kiến thứ hai là tin rằng có một cái cõi, có một cái cõi thiên đường, một cái cõi quả ngục vĩnh hằng nào đó mà đời đời sung sướng, đời đời là đau khổ nha. Có nhiều tôn giáo họ dạy tín đồ như vậy. Có nghĩa là nếu mà con làm theo cái giáo huấn ở trong là kinh điển của giáo phái đó, thì con sẽ về thiên đường, con sống đời đời sung sướng, không? Còn nếu mà con mà là phản đạo, con bội giáo, con tàu lao thì coi như là con sẽ chìm sâu trong quả ngục đời đời. Tin rằng có một cái thế giới vĩnh hằng nào đó, đây được gọi là cái thường kiến thứ hai nha. Kể cả những cái cảnh giới mà Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Quốc bị ru ngủ đó, là có những cái Phật quốc này, Phật quốc kia đó, cái đó nếu mà hiểu không khéo đó nha, thì nó vẫn dính vào trong cái thường kiến nha, nha, vẫn dính. Nhưng mà tôi nói nếu không khéo, tôi không ý bài xích bôi bác ai ở đây nha. Cảm ơn nhớ dùm cái thôi đó, nếu mà không khéo đó, thì lọt vô cái gọi là thường kiến thứ hai, là tin vào có một cái cảnh giới vĩnh hằng nha. Rồi cái số 3, cái thường kiến thứ ba là tin có một có một cái đấng, có một cái đấng coi như là chí tôn vô thượng tối cao vô song, có nghĩa là ngài có thể là đấng sáng tạo muôn loài, hoặc là ngài là cái vị mà có cái quyền là ban phước tha tội cho muôn loài chúng sinh, hoặc là ngài là cái người quyết định an bài mọi sự, mọi thứ vận hành hoạt động trong cái trời đất, trong vô lượng vũ trụ. Tin cái sự hiện hữu, sự tồn tại của một cái đấng như vậy đó, được gọi là cái loại thừa kiến thứ ba. Tôi nhắc lại, tất cả tà kiến trong đời gom lại gồm hai thứ là thường và đoạn kiến. Thì thường kiến cái gồm có ba cái. Thứ nhất là tin có một cái tôi, dù của mình hay của người khác, không chịu hiểu rằng mọi thứ nó chỉ có mặt chớp nhoáng và do các duyên tạo ra. Cái thứ hai là tin là có một cái cảnh giới vĩnh hằng, mà trong khi mình tin rằng làm gì có cái vĩnh hằng. Chúng sanh là chủ của vũ trụ, mà chúng sanh vô ngã vô thường thì làm gì có một cảnh giới không vô ngã không vô thường nha. Thứ ba, tin có một cái đấng chí tôn sáng tạo muôn loài, thượng đế ngọc hoàng sáng tạo chủ gì đó. Nhưng mà thật ra là các vị thấy rằng đã nói rằng là mọi thứ ở đời vô ngã vô thường, thì xin hỏi cái đấng mà coi như là đời đời ngồi trên ngai cao chính bệ ấy, ai đã tạo ra ngài? Ngài có mặt để làm cái gì? Tại thứ nhất là ai đã tạo ra ngài, và ngài nếu mà nói là ngài tạo ra muôn loài thì xin hỏi, cái này kinh nói cho tôi nói nha, cái này kinh nói này các thị kheo, nếu quả thật có một cái đấng mà sáng tạo ra muôn loài thì ta nói cái vị ấy rất là tàn nhẫn. Là vì sao? Vì vị ấy đã tạo ra một cái thế giới vui ít khổ nhiều, vui ít khổ nhiều. Đấng gì mà trời ơi đừng hỏi như vậy nha. Vậy mà cũng có kẻ tin theo nha. Đó là thường kiến của ba. Rồi cái đoạn kiến có ba. Một là vô nhân kiến, không có tin cái nguyên tắc tương duyên mà có, mà cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên thôi. Ô, để cũng sanh về, để cũng trợ cũng sanh về, để tự nhiên nó như vậy đó. Không có màng gì đến cái khía cạnh như là nhân duyên, nhân quả nha. Cứ cho rằng kệ nó, thì trợ cũng sanh ra như vậy thôi. Thì cái chứ không có nghĩ rằng mọi thứ nó đều do duyên. À, tại sao mà người này giàu, người cái nghề đẹp xấu, khôn khờ nha, khác nhau chứ. Mọi thứ có duyên, mà đằng này họ nói rằng cái này mọi thứ là tình cờ ngẫu nhiên như vậy, thì đó gọi là vô nhân kiến, tức là phủ nhận cái nhận thức, phủ nhận cái nguyên tắc nhân quả. Vô nhân kiến, phủ nhận nguyên tắc nhân quả. Thứ hai,
gọi là vô hành kiến, có nghĩa là phủ nhận cái nguyên tắc nghiệp lý. Phủ nhận cái đó có nghĩa rằng đó là vô hành, nghĩa là thiện ác gì đi nữa giống nhau thôi, vấn đề là anh thích không thích, anh có vui anh làm, anh không thích anh có làm, chỉ còn thiện ác không có, nó chỉ là cái tên gọi cho vậy thôi, đó gọi là vô nhận, đó là gọi là vô hành. Còn vô hữu kiến là coi như rồi đúng rồi, có Lương Minh Phong này hay nè, tôi rất là tán thán cái công đức này. Tôi nghĩ là mỗi lần tôi giảng mà còn phải có ghi lại là tôi đã vui, mà mỗi lần tôi cần là trích dẫn bà con bèn nên trả lại như thế này, tôi rất là vui. Không phải tôi nói tôi vui để quý vị được cái gì, mà tôi vui là vì lớp học mình bắt đầu nó có dấu hiệu. Dạ, sa tu lần thầy, cảm ơn Sĩ Tạng Đông đã cho nghe bản giảng của sư Tọa Khanh. Trong khi hôm nay điểm khuyết cho sư Tịnh Tọa Tây Quyền đã không thể vào giảng trong room được. Kính thưa đạo trưởng, cho biết là tại vì năm nay tới mùa đông rồi, thì Đại Đức Minh Hạnh sẽ phải qua room Phật Pháp sớm để chuyển giới, nên là chúng ta sẽ khi nào mà không có giảng sư thì sẽ ngừng lại lúc 13:45 giờ Pháp, nên nó giờ Pháp Việt Nam là bao nhiêu ha, không nhớ. Để cho Đại Đức Pháp ở Minh Hạnh qua room Pháp Phật Pháp. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sàng Khai. Thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh từ bi chúc phúc cho room sau khi nghe Pháp. Nam Mô Phật Thầy. Dạ, con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh ạ. Và tôi sắp bấm mang ở lăng rác khăn tôi sắp về đây của ta sắp bà Bồ Đà nó khóa quê nó xa đà sơ thị vòng anh đưa tế. Và qua tôi sắp bấm mang ở lăng rác khăn tôi sắp về đây của ta sắp bà Thầm Ma nó khóa quê nó xa đà sơ thị vòng đưa tế. Và qua tôi sắp bấm mang ở lăng rác khăn tôi sắp về đây của ta sắp bà Sáng Kha nó khóa quê nó xa đà sơ thị vòng anh đưa tế. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Dạ, chúng con xin được thành kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho room sau thời pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng. Ya devada san ti vihara vasini tu pe khare po ti khare ta hing ta hing ta thamadane na pavan tu pu chita Sotin karun te ta vihara mandale Te raja maja navaka ja pikavo Sarami kadana patyupasaka Kamaja desani kamaja isara Sapana puta sukhita pavantu te Chala puja yepi janda sampavang Sang se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tha ma va rang pa ti cha te sa be pi du kha sa ka ron tu sang kha yam tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha pu kha la sang kho ho tu sa ma kho va a tha ya cha hi ta ya cha Amhe rakatu sattammo sapipi dhammacarino buddhin sampapunayama dhamma ariyapavedite. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sáng Khai. Kính bạch đại đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Và sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong room pháp cú kinh chuyên đề sẽ được khép lại trong vài phút tới, chúng con xin được thành kính cung thỉnh công đức tăng
Kính mời toàn thể đạo tràng ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại rung pháp cú kinh để tính pháp như thượng đại hàm mong được sự an vui sự tiến hóa. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Kính chào tạm biệt, đã con xin được đóng rung.